Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt của mình. Thì trong video các bạn, mình sẽ cập nhật cho các bạn một số thông tin mới nhất. Đầu tiên là thông tin mà tóm tắt lại một số ý chính trong cái video mà Nicholas nói trên cái màn hình chính của Appy các bạn. Đây những điểm quan trọng nhất trong buổi nói chuyện của Nicholas hôm nay nhân dịp PD. Mạng mở phụ thuộc vào thành tích của hai mục tiêu: đạt KIC cho hàng chục triệu billionaire đó các bạn, hoàn thiện hệ sinh thái. Hệ sinh thái ứng dụng sẽ đi vào hai giai đoạn: giai đoạn testnet và giai đoạn cuối và mở rộng. Chấp nhận sơ bộ đối với KIC là được chấp nhận ban đầu sau khi được thanh tra, kiểm tra và sau đó được chấp nhận hoàn toàn bởi tổng kiểm tra của mạng lưới. Các nhà phát triển và tiên phong là những người kiểm soát tốc độ phóng mạng mở trong trường hợp họ hoàn thành yêu cầu của mình. Hơn 360 ứng dụng đã được sắp xếp từ hackathon để đủ điều kiện giành chiến thắng, và vẫn còn những hackathon trong tương lai, Chúa sẵn lòng. Đó, thì một số ý như vậy để các bạn để ý nha. Rồi, có một thông tin quan trọng các bạn là hiện bây giờ có một post thông báo là nếu như sau ngày 15 tháng 3 năm 2023 ta đã cai xây diện rộng rồi. Tuy nhiên á, nếu như các bạn đi vào mà các bạn thấy là bạn đạt giới hạn á, đạt số người giới hạn, rất tiếc. Các bạn đạt số người giới hạn đó thì sẽ gặp một số lỗi như sau nè. Một số cái điều như sau nè: phản hồi về quyền truy cập ứng dụng KIC. Nếu bạn truy cập KIC.bi trên trình duyệt bi nhưng bạn không thể đăng ký KIC, điều đó có nghĩa là tài khoản của bạn được thuật toán hệ thống xác định là có liên quan đến vi phạm chính sách, bao gồm tài khoản giả, viết mã v.v. Nếu bạn cho rằng có sự nhầm lẫn do thuật toán vui lòng điền vào mẫu bên dưới để gửi thêm thông tin để chúng tôi điều tra. Lưu ý, biểu mẫu này không dành cho các vấn đề KIC khác, chẳng hạn như đánh giá KIC hoặc trạng thái trình xác thực. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem đường link ha, và cái bài viết của một mod cho biết nha. Đây là các bạn, cho nên là các bạn lưu ý nha. Các bạn nào mà đang vướng vào trường hợp này, các bạn để ý nè. Xin chú ý, nếu bất cứ ai truy cập KIC.bi sau ngày 15 tháng 3 năm 2023 để thực hiện gửi đơn KIC, tài khoản đã tạo được 30 ngày trở lên mà hiển thị thông báo rất tiếc số người tham gia hiện đã đạt giới hạn, hoặc thank you for your interest nè, interest in applying for BKYC, there are currently no vacancy gì nè. Đó là điều này có nghĩa là tài khoản của bạn đã được thuật toán xác định là tài khoản giả mạo, tài khoản liên quan đến vi phạm chính sách, sử dụng tập lệnh v.v. Nếu bạn cho rằng thuật toán đã xác định nhầm tài khoản của bạn, vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu sau để được điều tra. Đó, co team sẽ điều tra cẩn thận, nếu không gian lận thì không có gì phải lo lắng. Lưu ý, biểu mẫu này không dành cho các vấn đề KIC khác, chẳng hạn như là chờ kết quả KIC hoặc trạng thái người xác thực KIC. Những tài khoản đã tạo chưa đủ 30 ngày thì chưa đủ điều kiện để KIC, vui lòng chờ đủ 30 ngày rồi kiểm tra lại. Đó, thì cái biểu mẫu đó các bạn. À, các bạn đi vào Lý Việt Embo Official nè, các bạn xem các bạn có bị như vậy không, các bạn điền vào nha. Kích vào đây các bạn, kích vào đây nè. Đó, thì nó sẽ đi đến cái trang này. Các bạn xem và các bạn làm theo nha. Được chưa? Nè, biểu mẫu nè. Chạy trong Chrome đi. Chạy trong Chrome. Để mình mở ra xem mà nó. Đó. Đó, các bạn có thể xem nha. Các bạn có thể dịch ra rồi các bạn điền vào nha các bạn. Nè, các bạn điền xong các bạn bấm gửi giúp mình nha. Đó, nếu như các bạn mà ngày 15 tháng 3 mà các bạn chưa được KIC á, mà nó hạn là rất tiếc. Giới hạn đã, số người giới hạn gì đó mà các bạn chưa được mời KIC thì các bạn hãy làm theo cái mẫu các bạn nha. Hãy làm ngay đi các bạn. Đó, rất là quan trọng ha. Biết đâu là các bạn làm thì ta xác minh được người thật thì các bạn sớm sẽ được KIC. Cho dù là chúng ta chưa được KIC, chúng ta cứ điền. Còn bạn nào mà đang bị treo thì không cần phải điền. Đang bị treo là do các bạn KIC sai, cho nên là phải chờ thôi, không có cần liền. Còn bạn nào mà mới đăng ký có 10 ngày mà cũng điền, nó mất công lắm.
Chỉ có những bạn nào lâu rồi mà không có được xuất KC thì các bạn đang gặp vấn đề đấy, thì hãy điền vào. Rồi, hy vọng thông tin này nhỏ nhưng mà rất là quan trọng và giúp cho các bạn được nha. Ai chưa biết thì làm, còn ai biết rồi thì thôi các bạn nhé. Rồi, và một thông tin vui mừng nữa, đó chính là cái mạng Bi nó đạt 45 triệu Bioner tích cực đào rồi các bạn. Thông tin này mình nghĩ là ai cũng biết, chứ không phải là ít đâu, nhưng mà chắc chắn sẽ có một số người chưa biết. Cho nên là các bạn, hôm nay các bạn sẽ biết thông tin này. Hôm trước thì 35, nay là 45, là hơn 10 triệu người rồi. Thì vài bữa sẽ lên là 55, rồi sau đó 65, rồi sau đó 75, 85, 95, rồi 105. Đó, lúc đó 100 triệu thì các bạn biết mạng Bi nó rộng mà nó lớn cỡ nào. Không tưởng tượng nào các bạn, cho nên là các bạn hãy tích lũy Bi nha. Rồi, thì cái thông tin này rất là cần thiết và khẩn cấp, cho nên là mình làm ngay á. Các bạn xem video thấy và làm theo. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn các bạn lại lần sau.